Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố giống như năm 1945, chúng ta sẽ giành chiến thắng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2. Ông Zelensky cũng có diễn văn kỷ niệm Thế chiến thứ 2. Trong phần phát biểu ngày 8 tháng 5, ông Putin nói những người lính của Nga giống như ông cha của họ, đang sát cánh chiến đấu để giải phóng quê hương. Ông tin rằng như năm 1945, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Theo hãng tin AFP, ông Putin còn nhấn mạnh nhiệm vụ chung của nước Nga hiện tại là ngăn chặn sự tái sinh của chủ nghĩa quốc xã và hy vọng các thế hệ mới có thể xứng đáng với ký ức về cha ông của họ. Tổng thống Nga không chỉ đề cập đến những người lính, mà còn cả những thường dân trên mặt trận quê hương. Những người đã đập tan chủ nghĩa quốc xã với cái giá phải trả là hy sinh vô số. Ông Putin nói, đáng buồn thay, ngày nay, chủ nghĩa quốc xã lại ngóc đầu dậy. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cái ác đã quay trở lại châu Âu trong một bài diễn văn kỷ niệm Thế chiến thứ 2. Ông Zelensky cho rằng quá khứ đã quay trở lại với bộ đồng phục khác, dưới khẩu hiệu khác. Trước đó, Tổng thống Putin từng khẳng định Ukraine đang nằm trong vòng kiềm tỏa của chủ nghĩa phát xít. Ông xem tình hình này là mối đe dọa đối với Nga và cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga ở phía đông Ukraine. Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 cũng vì lý do trên. Trong bài phát biểu, ông Putin cầu chúc tất cả người dân Ukraine một tương lai hòa bình và công bằng. Vào ngày 9 tháng 5, Moscow sẽ chính thức kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã bằng một cuộc duyệt binh quy mô.